Chào các bạn nhé. Video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người sửa một cái bộ nguồn adapter của một chiếc monitor Samsung nhé. Cái adapter này nó có thông số ấy, là nó ra 14V và 2,1A nhé, 2,14A. Khách mang tới cho mình cả cái màn. Đây là cái màn của nó này. Bảo không lên nguồn thì qua kiểm tra thì cái adapter này nó hỏng. Mình thì mình cũng chẳng có cái adapter này nên mình sẽ sửa cho khách. Thì chúng ta để ý nhá. Mình ghim điện này. Đầu những cái adapter này khi mình sửa ra tổ số mình sẽ sử ghim qua một cái bóng đèn thôi, nối tiếp qua bóng đèn để chúng ta thấy nhá. Là như là nó không cháy cục chì ấy. Nó vẫn còn là dòng nạp này, mọi người để ý đồng cái công suất này, mình ghim điện này. Im rồi, vừa nãy thì mình ghim thấy nó có. Vừa nãy mình ghim thấy nó có lên rồi nói thôi. Hay nó nạp rồi nó thôi nhỉ. Khả năng thế. Và tất nhiên là mình đã đo thì sẽ không có nguồn ra nhé, đang bị chết mà. Các bạn thấy chưa, không hề có nguồn ra nhé. Mình sẽ tháo ra cho chúng ta tham khảo. Con này thì nó không có ốc kiếc gì đâu, mà tháo nó thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải đóng và phá nó ra mọi người ạ. Đấy, sau đó lấy băng dính cuốn lại thôi hoặc keo 52 dán lại. Cái nguồn này rất chất của Samsung. Hiện tại PC của mình cũng đang dùng cái nguồn như này. Cái model khác cũng 19, nhưng mà model monitor khác thôi. Ôi dồi ôi, nó lổ hết rồi mọi người. Thật là lúc mình ghim thì nó có lên nguồn xong có ăn dòng thôi mọi người ạ. Hình như trước đó mình đã có một cái video mình chia sẻ cho mọi người là độ cái sửa cái bo này bằng cách độ con 5L0380 hay sao ấy. Để một tí nữa mình sẽ tìm được cái video đấy, mình sẽ để một bình luận cho mọi người tham khảo nhé. Cho mọi người mà khi gặp mà có nó chết con IC này mà không có này thì có thể tham khảo nhé. Nhưng con này thì nó xỉn hết rồi, đây để mình xả điện ăn không mình giờ sờ nó sẽ bị giật. Vừa nãy mình ghi nên nó có ăn dòng mà cũng không có nữa đâu. Chúng ta để ý này, nó như là bị ẩm thấp ấy, lổ cho cả vào cái này nhé. Như vậy là chập cái mạch đầu vào. Bây giờ mình sẽ dỉ hết chân đi kiện này, nó lâu lắm quá hay sao này, chân chân sắt mà nó dỉ sun lên này. Thì cái mạch này là mạch bổ sung thôi, đi nắp AC vào đi qua hệ thống lọc rất nhiều này, rồi tới cái cầu chỉnh lưu ở đây. Và hiện tại con cầu chỉnh lưu đang bị chập đấy, đang bị lổ chỗ đấy đấy. Nó chỉnh lưu ra nguồn DC và như mà 220 và ta sẽ được là 300V đấy. Lọc trên con tụ dù là chịu đèn áp rất cao này. Thì từ cái năng lượng 300V đấy nó sẽ đi vào cái mạch nguồn xung là bao gồm nó sử dụng con IC này. Con IC nguồn 8 chân này nhá, nó được đổ keo này, chống ẩm này. Thì bắt đầu là nó sẽ lái cái biến áp này, thì bên thứ cấp ta sẽ có 3 con diode chỉnh lưu song song nhau để tăng dòng thôi, được lọc này. Và tất nhiên là có TL431 để tạo dòng chảy 1,2 của PC07 để liên quan đến hồi tiếp nhé mọi người nhé. Mạch nó thiết kế như thế thôi. Bây giờ mình sẽ đi vệ sinh sạch cho mình, chúng ta sẽ tham khảo xem nó hỏng hóc gì nhá. Con này mình cứ nghĩ là nó bị hỏng con 5 là hỏng cái con IC này cơ. Nhưng mà không phải rồi, khả năng cũng chưa biết, để thử đã. Mình vừa ra dùng xăng mình đánh sạch rồi đấy. Đúng là cái bộ này là hỏng theo thời gian. Thế là nó linh kiện chân nó toàn chân sắt chân các thứ ấy, nên lâu lắm quá nó mốc, nó dỉ tạo cái vết xước này. Đây chúng ta thấy con PC87 nó không như này này, mình phải cạo hết ra để mình làm sạch nó đi. Rồi chúng ta sẽ để ý này, nguồn AC sau khi đi qua cầu chì, kiểu gì nó có cầu chì mà, đây cái cầu chì đây này, một dây AC đi qua cầu chì này. Một bộ mạch lọc còn có quân cảm này, tụ này vẫn nhận trở đấy. Thì tóm lại nó đi tới đây, nó đi vào hai chân AC của cầu chỉnh lưu này, thì nó sẽ chỉnh lưu ra đây là đây là âm, còn đây là dương này. Dương chúng ta đã thấy nó lổ đứt rồi, như vậy là mất nguồn nhá, nó lổ nó lẹt nửa, nó đứt như này rồi. Không biết nó có chạm sang bên này không, không bên này ok, bên này rất sạch đẹp. Ôi rồi bệnh này đúng là buồn cười rồi.
Những cái con diode này nhá, mình cạo ra nó bằng đồng đấy, nhưng thực tế là mạ đồng bên ngoài và sắt bên trong, do đó nó mới sủi hết ra nhá, kể cả cái con chân con diode đang hỏng thế. Thì diode đo thì mình sẽ dùng đồng hồ để thông mạch, mình đo thử xem con cầu diode nó có chập không. Đo từ 1 giây AC này sang dương này. Ô, đồng hồ nó kêu bé thế nhỉ. Xử lý cái đồng hồ đó nó đang tiếp xúc không tốt. Đây nha mọi người nhá, đo từ A sang K này. Thông này. Đo từ A sang K này. Thông này và đo ngược lại này. Không chết, không chết. Như vậy là không chết nhá, để như này không để đâu. Nó đang mình đo thang nó nhiều quá, tí nữa phải tháo ra xử lý lại cái tiếp điểm. Như vậy là không chết, con này thì có khi này hàn lại lại chạy các bạn ạ. Xử lý bẩn và hàn lại thôi. Con IC này chúng ta có biết tên chúng ta không mua đâu nhá. Trước mình có view mình đã nói cho mọi người rồi là chúng ta sẽ độ bằng con 5 là 0380 là nó ok đấy các bạn ạ. Mình đã độ rồi. Đã độ vài lần rồi ấy. Từ hồi mình sửa chữa cái màn monitor này nó cũng thông dụng mà. Nên cái view này thôi tháo ra xử lý luôn nhá. Cứ tưởng nó hỏng cái gì, cuối cùng lại hỏng đơn giản kinh. Cũng chưa rõ. Chết lặng hơn thì sao? Hỏng theo thời gian đấy. Đâu mà hàn nó phải thay rồi. Rồi để thay đã. Cái chân này và cái chân này hình như nó bị lẹt sang nhau. Nên cái thiếc của nó có sự cố, không 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 hút được luôn. Cái chân như thế này thì hút rất dễ dễ luôn này. Đó. Nhưng cái chân này cứng đơ luôn này. Nói chung là hỏng mất chân luôn. Phá nó ra luôn để xử lý sau. Chân này thì cụt hẳn rồi. Bây giờ nó lại nằm ở đây như này nữa. Tản nhiệt này này ép không tới tới lưng IC này. Anh lắp ráp không, không ổn. Đây này, cái tản nhiệt này này. Nó phải ép vào được cái lưng con IC này để nó làm tản nhiệt nhưng mà nó chả ép được các bạn ạ. Ở đây cho mọi người tham khảo cái tên con IC này luôn. Hai A155D. SK403 gì đấy. Mình nghĩ là độc quyền của Samsung chắc chả mua được đâu mọi người ạ. Đấy, nó xỉn nó đứt. Đo thì vẫn thông đấy. Vẫn ok đấy, mình khả năng mình vẫn tận dụng nó đi. Vẫn sống rồi mọi người. Dùng quả kìm cắt. Cắt cho nó sâu cái chân nhỏ vào vì nó đã kịch. Ấn như này nó kịch rồi mà. Để cho nó lên được trên này các bạn ạ. Đấy, nó sẽ lên được hoặc lối chân thêm. Mình đã xử lý con diode đấy nhá. Câu kéo hai sợi dây. Sợi dây đến đây, sợi dây đến đây. Rồi xử lý qua những cái chỗ mình thấy gì bẩn ấy. Và bôi keo tản nhiệt và hàn ép được cái thanh sắt này vào cái mình con IC cho nó làm làm mát nó, nhưng bao năm rồi nó chả được làm mát thì nó vẫn chịu bình thường. Và tất nhiên là thử chắc là nó ok, đò không thấy chập chờn cháy gì mà. Đó, đã ra được 14V này. 200V đây.
Đó, ok nha mọi người nhá. Và bây giờ lắp lại thì những cái cháy này thì chúng ta phải xử lý, không thì lắp vào nó lại chập lại nhá. Cái này cứ như là nó bị ẩm thấp ấy. Thế này đi, băng dính cách điện đi. Sau lắp nó lại này thôi. Không lấy keo cố định nó lại. Đây thử ok nhá. Mình vừa mới có khách như vậy nó ok nhá mọi người nhá. Tiếp khách thì là cứ để cho nó chạy từ lúc nãy đến giờ chắc 5 đến 10 phút. Đúng là ban hỏng quá là vớ vẩn nhá. Còn mình kết thúc video này ở đây nhá. Bạn nào muốn tham khảo độ IC5N0380 cho cái mạch này thì tham khảo một video mình để ở mục bình luận nhá. Chào tất cả các bạn.